Thầy, thầy xin chào các em. Hôm nay là ở tiết số 8, thầy sẽ giới thiệu chúng ta ở bài số 4, là bài này là thầy giới thiệu về thực hành sử dụng đồng hồ đo điện. Thứ nhất là ở bài thực hành sử dụng đồng hồ đo điện thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta là cách tìm hiểu ý nghĩa các số liệu trên công tơ điện. Thứ nhất em nhìn nè, đây mình thấy có một cái dãy số nè. Dãy số này cho ta biết là cái số chỉ điện năng tiêu thụ nha, và đơn vị tính là kWh. Thứ hai mình thấy nó có một cái vòng tròn ở chỗ này nè, thì cái vòng tròn này là cái đĩa nhôm. Khi ta xài điện, tức là có dòng điện chạy qua công tơ, thì cái đĩa nhôm này sẽ quay, và chiều quay thuận của nó là từ trái sang phải là chiều quay thuận. Và khi đĩa nhôm quay thì với một số vòng nhất định thì cái số chỉ ở đây nó sẽ nhảy để cho chúng ta biết cái số điện năng tiêu thụ. Tiếp tục chúng ta thấy cái số liệu tiếp theo là con số 220V. 220V này là cho ta biết về điện áp định mức của công tơ. Có nghĩa là khi công tơ nó ghi 220V này thì điện áp mà mình đưa vào để mình đo đó, cái nguồn điện mà đưa vào đo đó nó phải có điện áp là 220V. Nếu mà chúng ta đưa vào mà điện áp lớn hơn thì nó sẽ làm cháy hỏng công tơ. Còn nếu mà chúng ta đưa vào mà điện áp nó nhỏ hơn thì công tơ sẽ không đo điểm chính xác. Tiếp tục chúng ta thấy cái số liệu là 450 vòng sạc một cái kWh. Có nghĩa là như thế nào đây? 450 vòng 1 kWh có nghĩa là khi điện năng tiêu thụ 1 kWh thì cái số vòng quay của đĩa nhôm này nè các em, nó sẽ quay đúng 450 vòng. Nhớ nha, và người ta dựa vào cái số liệu này để người ta tính đếm coi là coi cái công tơ mình nó quay có chính xác hay không bằng cách người ta đếm số vòng quay. Và để đếm số vòng quay này thì 450 vòng này nhiều lắm các em. Cho nên là lúc này ta sẽ đổi về đơn vị nó thấp hơn. Là ta sẽ đổi về đơn vị phút và đơn vị là watt thôi. Thì lúc này số vòng nó sẽ giảm lại và chúng ta ta sẽ đo điểm, ta ngồi ta đếm nó dễ hơn. Nha, bằng cách nào? Ví dụ mà watt thì là đây là kilowatt thì mình chia lại cho ngàn đi. Bây giờ là giờ thì mình đổi ra phút mình chia lại cho 60 đi. Thì cái số vòng này nó sẽ nhỏ lại các em. Và mình khi mà mình muốn đo đếm mà nó dễ á, thì mình sẽ đổi làm sao cho cái số vòng này nó tròn, nó nguyên. Ví dụ 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng gì đó ha. Trong 1 phút, ví dụ vậy, thì mình sẽ đo điểm chính xác. Thì cái cách đổi như thế nào thì các em tự suy nghĩ ha. Có thể là sau này thầy có một cái câu hỏi thêm chỗ này nhanh cho bạn nào có thể là tính toán quy đổi cái chỗ này cho thầy. Và bạn nào trả lời tốt thì có thể là cộng điểm vào cái phần quan trọng nào đó mà thầy sẽ nói sao ha. Rồi các em suy nghĩ trước, đây là cái gợi ý của thầy ha, để các em suy nghĩ trước ha. Những bạn nào mà xuất sắc giỏi á, suy nghĩ trước đi. Rồi khi mà mình làm bài một tiết á, mà lỡ có sơ suất gì thì lúc này thầy đưa câu hỏi này ra. Rồi bạn đó nếu trả lời được thì có thể được cộng thêm nửa điểm vân vân. Thì lúc đó thầy sẽ có cái câu hỏi sau ha, giao sao. Rồi tiếp tục chúng ta thấy tiếp cái thông số tiếp theo là 10, rồi mở ngoặc đơn 40A, có nghĩa là cái gì? Đây là có nghĩa là cường độ dòng điện định mức. Cường độ dòng điện định mức của công tơ. Có nghĩa là như thế nào? Nó ghi 10, con số 10 bên ngoài này là cường độ dòng điện định mức, có nghĩa là mình sử dụng đo công tơ này đo điện ở trong một cái mạng điện có số lượng đồ dùng điện sao cho tổng cường độ định mức của các đồ dùng điện này là 10A. Là đạt yêu cầu, là không bị quá tải. Thế thì mở ngoặc đơn, cái con số bên trong là 40A có nghĩa là như thế nào? 40A là nó cho phép cường độ định mức là 10A nhưng mà cho phép sử dụng quá tải đến 40A. Thì công tơ vẫn còn chạy ổn định, không bị hư hỏng. Nếu vượt quá con số 40A này thì lúc này công tơ sẽ bị quá tải. Và khi công tơ bị quá tải thì các em biết rồi đó, nó sẽ nóng và nó phát nhiệt và nó cháy. Nó hư công tơ nha. Rồi tiếp tục chúng ta thấy tiếp con số là 50Hz. Thì cái con số này cho ta biết điều gì? Đây là tần số định mức
của cái gì, của cái dòng điện xoay chiều mà mình đưa vào công tơ để mình đo đó, là nó phải có tần số là 50 Hz, là 50 Hz đó. Nếu mà dòng điện xoay chiều mà có tần số khác mà mình đưa lấy cái công tơ này mình đo thì nó sẽ không chính xác nha các em. Đấy. Thì các em yên tâm, thì cái công tơ này là xài cho Việt Nam của mình, cho nên là toàn bộ nước đất nước Việt Nam của mình thì dòng điện xoay chiều nó có tần số là 50 Hz hết. Chỉ khi nào mình đưa cái công tơ này mà qua ở những cái nước mà nó sản xuất cái tần số khác á, thì có thể là đo không được. Ví dụ như ở Nhật thì tần số nó khoảng 60 Hz, ví dụ như vậy. Rồi, tiếp tục. Em thấy chữ cấp 2 không? À, cấp 2 thì cái này chính là cấp chính xác của công tơ đó. Ừ, cấp chính xác. Lần trước mình đã nói về cái cấp chính xác này rồi đó. Cấp chính xác này là đối với đồng công tơ điện này là cho biết độ sai lệch trên từng dãy đo nha, trên từng thang đo, trên từng cái số đo của mỗi cái hàng đơn vị chục trăm này nè. À, cách tính cũng y gia trang như vậy thôi. À, rồi ở đây thầy giải thích thêm một số cái. Ví dụ em thấy nè, CV140 số SX18495996 thì cái này là số hiệu của nhà sản xuất thôi nha, không có gì qua hết. Rồi cái chữ này là cái công ty sản xuất ha. Rồi ký hiệu của nó ha. Rồi cái nhiệt độ này là nhiệt độ làm việc thông bình thường nè ha, là 27 độ C. Này. Đó là một số cái ý nghĩa mà thầy giải thích, và chúng ta nắm cho thầy những cái ý nghĩa sau là số chỉ điện năng tiêu thụ, điện áp, số vòng quay đĩa nhôm, cường độ định mức, tần số định mức, cấp chính xác. À, như vậy thì ở đây thầy nhắc lại ha. Dãy số chỉ thứ nhất là cái dãy số này là dãy số chỉ điện năng tiêu thụ. Thầy lấy ví dụ ở đây con số là 967338. À, thì con số này em để ý nè, phía dưới cái số 8 này nè là có con số 0,1 đó. Thì cái chữ số này là chữ số thập phân. Rồi ở dưới những cái chữ số mà đánh số 1, 10, 100, 1000, 10000 á, thì theo thứ tự nó là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn nha. Đấy, thì ví dụ với cái số này thì ta đọc được con số là 96.733,8 kWh. Và ở đây thầy lưu ý là khi mà người ta tính tiền điện tiêu thụ á, tính điện tiêu thụ á, thì người ta sẽ thường thường là bỏ cái chữ số thập phân đi, người ta không tính cái chữ số thập phân nha các em. Đó. Rồi 10 mở ngoặc đơn 40A thì thầy nhắc lại, nãy thầy giải thích rồi, bây giờ thầy nhắc lại. Đây là cường độ dòng điện định mức là 10A và cho phép quá tải đến 40A. Nha. Rồi cấp chính xác là cấp 2 là cấp chính xác của công tơ, là sai số là 2% trên toàn dãy đo. Rồi 220V là điện áp định mức. 450 vòng trên kWh là số vòng quay đĩa nhôm khi điện năng tiêu thụ là 1 kWh. 50 Hz là tần số dòng điện xoay chiều định mức đó các em. Như vậy thì các em ghi nội dung bài học này vào tập ha, và nhớ vẽ cái hình này vào. Rồi, sau khi tìm hiểu ý nghĩa số liệu của công tơ thì chúng ta qua phần thứ hai là thầy hướng dẫn cho chúng ta là cách mắc một cái công tơ điện. Thì để mắc một cái công tơ điện thì ta phải nắm được cái sơ đồ mạch điện của công tơ. Thì đây là cái sơ đồ mạch điện của công tơ nha các em. Rồi các em quan sát sơ đồ này và cho thầy nhận xét là các phần tử có trong mạch. Rồi, các phần tử có trong mạch như sau. Thứ nhất chúng ta có nguồn điện xoay chiều. Nguồn điện này là nguồn điện xoay chiều. Và nó có ký hiệu PN như thế này. Thì đây là dây pha. Đây là ký hiệu N là dây trung tính hay còn gọi là dây nguội. Còn P là ký hiệu của dây pha là dây nóng. Ha. Còn gọi là dây nóng đó. Thì nếu mà mình thấy nguồn điện xoay chiều mà có ký hiệu này thì người ta còn gọi tên khác là nguồn điện xoay chiều một pha nữa nha các em. Rồi, tiếp tục là cái công tơ điện. À, đây là cái công tơ điện dùng để đo đếm nè. Nha. À, đây là cái cầu chì nè. Ký hiệu cầu chì thì thầy lưu ý cho chúng ta nha.
Các bạn hay vẽ sai chỗ này lắm á, là cái cầu chì là khi mà vẽ là hình chữ nhật như thế này. Cái ký hiệu này là mình học ở năm công nghệ 8 rồi, cho nên là các em nếu mà không nhớ thì bây giờ thầy nhắc lại thôi, chứ không thầy không có nói là dạy lại nha. Cái ký hiệu này là bên cô đã giới thiệu mình rồi đó, ở năm lớp 8. Đây là vẽ cái hình chữ nhật, ở giữa là nó có một cái đường vẽ ngay chính giữa nha. Có một số bạn chỉ vẽ cái hình chữ nhật thôi, ở giữa không có vẽ cái đường gì hết trơn á, vẽ như vậy là bị sai. Sai làm sao? À, cái ký hiệu mà hình chữ nhật mà ở giữa không có một cái đường nói á, cái đó là ký hiệu của con điện trở, ký hiệu của điện trở. À, còn ký hiệu của cầu chì là mình phải vẽ phía ở giữa này nó có một cái đường ở giữa nữa nha, chúng ta lưu ý. Vẽ trống không là của điện trở, thầy nhắc lại, vẽ trống không là của điện trở, còn vẽ có đường ngay giữa là mới là ký hiệu của cầu chì nha. Rồi tiếp tục, ký hiệu này, à, ký hiệu này là kiểu của cái công tắc, và công tắc mà ký hiệu như thế này gọi là công tắc hai cực nha các em, hay còn gọi là bên nghề nó gọi là công tắc hai chấu nha. Rồi tiếp tục, chúng ta thấy ký hiệu tiếp theo này là ký hiệu này nè, à, là cái đèn. À, đây là các phần tử có trong mạch, như vậy thầy nhắc lại một lần nữa về các phần tử có trong mạch. Thứ nhất là nguồn điện, nguồn điện chúng ta là nguồn xoay chiều, ký hiệu pha BN. Thứ hai là công tơ điện, thứ ba là cầu chì, thứ tư là công tắc, và thứ năm là bóng đèn. Đó là các phần tử có trong mạch. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách mắc. Thì các em quan sát nè, chúng ta có dây nguồn gồm có dây pha và dây trung trung tính, hay còn gọi là dây nguội đó, thì chúng ta sẽ nối dây pha vào cọc số 1 của công tơ, và chúng ta nối dây nguội vào cọc số 3 của công tơ nha. Đây hình vẽ nha, dây pha nối vào cọc số 1, dây nguội nối vào cọc số 3. À, rồi tải tiêu thụ, tải tiêu thụ của chúng ta gồm có cầu chì, gồm có đèn quạt nè, thì sẽ nối vào cọc số 2 và cọc số 4. Ở đây là thầy là vẽ tượng trưng là một cái bóng đèn. Ở đây chúng ta còn có thể vẽ nối thêm song song ra quạt rồi tivi vân vân ha, là những cái đồ dùng điện đó là nối ra đây. Thì để điều khiển cái bóng đèn này thì chúng ta dùng công tắc và dùng cái cầu chì để bảo bảo vệ mạch nha. Như vậy thầy nhắc lại, đèn quạt tivi nồi cơm điện thì những cái đó người ta gọi là tải tiêu thụ, được chưa nè. Và tải tiêu thụ thì thường là mắc song song trong mạch điện. Mắc song song là như thế nào? À, ví dụ đây cái đèn ha, ví dụ muốn có cái quạt nữa thì hai đầu này nè, mình làm cái dây nối nè, nối ở hai đầu này đưa ra, đưa cái quạt ở đây. À, ví dụ có nồi cơm điện, đưa nồi cơm điện ở đây, nối song song vô. À, và lúc này là cái thiết bị điều khiển của nó là có thể dùng CB, có thể dùng cầu dao, có thể dùng công tắc, tùy tùy cái công suất của đồ dùng điện mà lớn hay bé thì ta có thiết bị điều khiển khác nhau. À, riêng cái mạch này đơn giản, mạch này thầy nhắc lại mạch đơn giản thì ở đây người ta dùng một cái công tắc hai cực để điều khiển cho bóng đèn và dùng một cái cầu chì để bảo vệ cho cái mạch này. Được chưa? Còn cái đèn, cái quạt, cái nồi cơm điện vân vân thì những cái đó người ta gọi là tải tiêu thụ. Như vậy thì tôi nhắc lại cách lắp công tơ như sau: dây pha nối vào cọc 1, dây nguội nối vào cọc 3, có nghĩa là nguồn điện sẽ nối vào cọc 1 và cọc 3. Được chưa? Rồi tiếp tục là tải, tải thì sẽ nối vào cọc số 2 và cọc số 4. Này, cọc số 2, cọc số 4 nối vào tải. Nha, đó là cách mắc một cái công tơ điện. Rồi, các em ghi bài vào. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. À, các em làm câu hỏi để lấy điểm thường xuyên lần 2 ha. Rồi, tìm hiểu trước cách đọc công tơ điện để tính điện năng tiêu thụ. Và chúng ta có thể tìm hiểu thêm trên mạng, trên YouTube gì đó về cái công tơ điện tử. Thì tiết sau thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách đọc công tơ điện cơ. Là hồi nãy giờ cái công tơ điện mà thầy nói đó là công tơ điện tơ cơ. Và sau này người ta còn có sử dụng công tơ điện tử của ngành điện lực á, để đo điểm điện năng nữa, thì thầy sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta cách đọc công tơ điện tử nữa nha. Rồi, thầy dặn kỹ nè, các em bên ngay từ lúc này các em xem lại nội dung bài 3, bài 4, bài 5
xem lại nội dung bài 3, bài 4, bài 5 và xem lại tất cả những câu trắc nghiệm mà mình đã được thầy cho làm. Thì chúng ta xem ở đâu? Chúng ta có thể xem ở cái nội dung mà sửa bài mà thầy đưa lên hàng tuần đó, những câu trắc nghiệm đó đó, và xem thêm những nội dung bài 3, bài 4, bài 5, từ bài 3, bài 4, bài 5 thôi, không xem bài 1, bài 2 nha, để chúng ta có thể làm kiểm tra giữa kỳ vào tuần 10 nha. Tuần này là tuần 8, chúng ta còn một tuần nữa để học, và sau đó là tuần 10 chúng ta sẽ làm kiểm tra giữa kỳ. Và chúng ta sẽ có khoảng là 30 câu làm giữa kỳ, sẽ có khoảng là 30 câu trắc nghiệm. Trong đó chúng ta sẽ có 20 câu là dạng nhận biết, điểm số là 0,25. Còn 10 câu là dạng là thông hiểu, là điểm số là 0,5. Và nó cũng dễ thôi, các em chỉ cần xem bài kỹ thôi là các em sẽ làm được điểm cao thôi, chứ không có khó, thầy không yêu cầu khó lắm đâu ha, yên tâm ha. Rồi, thầy xin chào các em, chúc các em thành công ha.